Sáng nay tại Đà Nẵng, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng khu vực miền Trung Tây Nguyên. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phan Thăng An và Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đồng chủ trì hội nghị. 6 tháng đầu năm 2023, công tác tổ chức xây dựng Đảng được các địa phương khu vực miền Trung Tây Nguyên triển khai đồng bộ và đạt nhiều kết quả quan trọng. Các địa phương đã tập trung kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, ngành, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, triển khai thực hiện tốt các giải pháp phát triển đảng viên. 6 tháng đầu năm, các địa phương đã kết nạp hơn 14.000 đảng viên mới. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết, năm 2023, Thành ủy Đà Nẵng tiếp tục xác định công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, từng bước đi vào chiều sâu, nhất là đã kịp thời cụ thể hóa, ban hành, triển khai các nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng đảng. Đặc biệt, công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới được thành phố chú trọng thực hiện với nhiều giải pháp. Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức hội nghị chuyên đề và ban hành kết luận số 366 về công tác tạo nguồn phát triển đảng viên đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Đồng thời đã chỉ đạo Ban Tổ chức Thành ủy và các địa phương đơn vị tổ chức nhiều hội nghị hội thảo tọa đàm về công tác tạo nguồn phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp, địa bàn, khu dân cư, học sinh sinh viên với phương châm nắm chắc nguồn, xây dựng nguồn nào thì chắc nguồn đó và phát triển đảng viên phải đảm bảo cả về số lượng lẫn chất lượng. Bên cạnh đó, Thành ủy đã không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, cải tiến để lối làm việc và đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong đảng và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng tiêu cực, tuyên truyền, vận động và phát huy các nguồn lực sức mạnh của hệ thống chính trị, tạo ra sự đồng thuận, thống nhất để thực hiện thắng lợi các cái nhiệm vụ từ đầu năm đã đề ra. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng cho biết, 6 tháng đầu năm 2023, tình hình kinh tế xã hội Đà Nẵng có nhiều chuyển biến tích cực, kinh tế thành phố từng bước phục hồi và duy trì mức tăng trưởng khá. Lượng khách đến tham quan du lịch lưu trú tại thành phố tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2022. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh đạt được những kết quả quan trọng. Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, thông qua hội nghị giao ban này, Ban Thường vụ Thành ủy và ngành tổ chức xây dựng đảng của thành phố sẽ tiếp thu các ý kiến, kinh nghiệm của Ban Tổ chức Trung ương và các địa phương bạn, nhất là những mô hình hay, cách làm hiệu quả để hoàn thiện hơn trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, hệ thống chính trị và công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành của thành phố trong thời gian đến.